Nên mới gọi là đồng sở hữu như vậy chứ không phải là đồng sở hữu là không ai cũng quyền tranh chấp, không có vấn đề là không ai quyền tranh chấp hết. Đó là đồng sở hữu là không được quyền bán căn nhà này như thế kia là như vậy. Tới con định đứng ra tại cầu khẩu ta con được con dẫn rồi ông lo là con giỏi văn ngoan dẫn không ai của những vấn đề đó, ý vậy là như vậy, con hiểu chưa? Nói cho rõ để con không hiểu nữa nè. Thì cũng là bảo quản, nên là bảo vệ, bảo quản cái tài sản của ta con. Cái đó là gì? Thì cái bảy gì? Ăn trên xác chết thì cái bảy không ăn có được. Thẳng thừng cái bảy không ăn có được. Ăn trên xác chết thực sự đối với gia đình này em muốn con cháu không mà là đơn giản ai đâu. Cuộc đời cái bảy gì tiêu vậy? Mình biết tấm cái bảy rồi. Thì đây chỉ là cái hình thức để cho mình con cháu con mình tối thuộc an nghỉ những nơi phất khổ có nhiều nơi lũ đầu người ta biết được chứ không may được thì đem các buôn bán nước thứ thì mình chỉ làm như vậy nó không có gì đó không ngân nay ngày mai cái lúc áo mà lắc lại rồi có gì để mà đổi cho vui nữa. Cái này là gì? Sổ đất trời với sổ hồng lúc trước ông để ngoài đây nè, chứ đâu có sổ hồng với lại sổ đất á để cái tủ này nè. Còn cái việc mà không biết, tôi không biết là trong suy nghĩ của bà muốn như vậy là vì bà nghĩ rằng gia đình sẽ dành hay là làm gì đó đến hại đến bà hay như thế nào thì bà có thể nói rõ lên. Hoặc là bà nghĩ rằng là tài sản của cậu thì bà giữ, hay là bà nghĩ rằng là nếu như bà không giữ thì ở đây sẽ quậy hay như thế nào? Đó nè. Không nghĩ gì hết á. Nghĩ rằng là ba cậu thì sao người ta làm? Thì tâm nguyện của cậu đối với bà cũng có và tâm nguyện của cậu đối với tôi cũng có mà. Sao nó không vậy? Không biết. Những cái video đó bây giờ mày đưa lên luật sư hay là công an người ta cũng nói ổng đang nhậu mà ổng có rượu bia vô rồi. Đó đó, đó anh Tình nó sẽ ở đây nói gì với một cái Tình. Thì bây giờ con cũng nói vậy với bằng cái Tình. Nhà ba con cháu về không, con cũng không nói gì hết. Cô Sáu vẫn ở đây và con cháu về đây ở rồi. Ban sao cháu cắt rồi đi. Mày vui mày cho ở buồn mày đuổi nó ra sao không có bị khùng không sao không cái chuyện đời không biết trước được đâu bây giờ nói phải xẻ ra luôn. Nhưng ba biết ý là con chưa nói hết. Trong thời gian cô Sáu ở đừng để vậy xảy ra chuyện gì buồn, đừng xảy ra chuyện gì hết, xảy ra chuyện gì gia đình mình dẫn em lắm. Ví dụ như chuyện gì là buồn thì con nói vậy thôi, còn ví dụ gì nên em không muốn chuyện gì xảy Trắng ra đừng làm với nhau nhau chứ. Cô cháu con sống với cô mấy bao nhiêu chục năm rồi có chuyện gì để xảy ra. Nếu như lo nó nói vậy con cảm nhận giống như là giờ nó nói là cái bây giờ dạ, con ám quyền không, cô đừng làm cho con buồn, nếu như cô làm con buồn là con đẩy cô đi đuổi cô đi á. Tao cái kiểu vậy là sao được, chuyện gì sao được, có nghĩa là giờ nó ám quyền luôn á. Không nói là phải nói cho hết, đừng có để sáu thịt ngồi da. Mà nên nhớ một điều, tài sản này là của anh cô. Còn biết con là con đã biết rồi. Nhưng mà gia đình này chưa bao giờ nghĩ con làm một đứa ngoài đường. Cô Sáu đã nói rồi mà lo. Chưa bao giờ nghĩ con là một đứa con nuôi. Chưa bao giờ có. Đi tới đâu con vẫn là con ruột. Thì bây giờ mấy chục năm nay con sống với gia đình, từ bà nội cho tới bác tư cho tới những người này, gia đình là đối xử con nói nào con phải nhìn lại cho thứ nhất cái ngay. Nên nhớ cái tài sản này là của anh của cô Sáu và chú Bảy. Ông ra ông làm ra rồi, ông làm ra để gì vậy bé Long? Em út con cháu hưởng á. Thì ngày hôm nay con nói gì cô Sáu hơi buồn á, hơi đau lòng. Đã như vậy dùng cái từ là sở hữu chung với nhau là đã là không tranh chấp sở hữu chung chứ có gì đâu. Nếu mà nói mà buôn bán tranh chấp buôn để mà buôn bán thì cái chuyện này là tranh giành đó.
là mình không buôn bán để dành được cái gì. Thì cái tâm nguyện của ba con muốn một cái nhà. Thì tâm nguyện của ba con thì ở đây đó là cha, tâm nguyện của ba con giữ. Chứ phải mà nói con là phải bán nhà này, đó là ra tình chấp đất đầu ba dành đó. Tao xử đó, cái này con bán để đó thành nhà thờ của tổ được tổ đường của mình. Đó, ai khổ về ở, con cháu tá thức về, che nắng che mưa. Bây giờ chú Bảy nói rất là rõ. Chú Bảy nói lúc đó lớn chữ gì đó, nhưng mà chú Bảy nói rõ ràng. Chứ còn nếu mà chú Bảy nói là bán, nếu mà nói bán, gọi là tranh chấp rồi. Đâu mẹ được gọi là con tranh chấp. Là chia với nhau á. Chia với nhau, dành tiền với nhau rồi. Rồi ra. Đó, chú Bảy nói mới là một lần nữa là chú Bảy không ăn tiền. Nên chú Bảy hợp lại. Con người, còn đó là thuộc của cực. Chú Bảy, tôi nghe tôi rõ cái câu đó. Mình nên đồng sở hữu nhau là không tranh chấp, thế như là đi ba của để giữ cho ba con, là từ để cho ấm lòng. Đó. Chứ ngoài ra đây không có nghĩ cái điều gì hết trơn. Tự nhiên giờ con tự nhiên con lên tiếng là giờ con của ba con nghĩ gì phải đuổi hết. Bây giờ con vui cũng con ở buồn con bị đuổi đi hả? Chị không có. Cái gì phải rõ ràng. Rồi bình tĩnh lại, bây giờ con chú Bảy nói cũng hiểu không? Chứ mà chú Bảy nó bán đậu máy rồi đó, ổng là ổng tiếc là ổng là chuẩn bị tranh chấp rồi đó, thấy không? Chú Bảy nghiêm đề đó. Đây là mình đồng sở hữu với nhau để mà giữ cái căn nhà của ba con, tâm nguyện của ba con bao nhiêu năm trời đổ mồ hôi nước mắt với con. Đâu sống rất thẳng luôn nè. Con cháu em muốn gì để ở cũng như thế nào mới về ở, chứ không phải mà số bồ số bộn. Ba con cũng thích số bồ số bộn, con sống rất thẳng vậy luôn á. Chứ không phải là đưa lại cho ba mẹ vui rồi mẹ muốn kéo ai là kéo muốn làm thì làm không được. Mẹ cũng biết tính của Sáu rồi. Tao không ở gần với anh em được, bà con nữa tao với ba mình cái kia về, tôi đứt chân kinh trống về. Tôi cũng phải dẫn đồ phải về. Ở đây cũng về kia về, có phòng kia vợ chồng vậy ha. Bây giờ sẵn đây nha, đó có Bình Tinh, có Hồng Sô, có anh Thành đó. Đó là chuyện như vậy đó, chuyện mình đi nghe, nghe cái đúng hay không? Thôi nói đi kiếm đi, thì coi đây là gọi là tranh chấp, nói gì trong cái tâm tình của gia đình và cái một cái tâm nguyện của ba con. Đó là như vậy, chứ vậy chỉ cứ nói như vậy thôi. Vậy đó cô Sáu là để con lo cho hội đồng sở hữu. Con thực sự con cũng xem vô thì là trên thì có tôi 6 thứ 7 rồi hai em cũng đến rồi. Đúng nhà con nó có chứng kiến cũng không có tài sản, không có chứng kiến cho phụ. Nên là con cũng có ngồi nghe là con đi làm để mà con chỉ mặc không con có xô và chỉ là con như là thấy riêng đối với cái phần vấn đề của ba thì có cái gì thì con sẽ lo hết sức của con biết. Hiện tại giờ cô Sáu chú Bảy cả hai em nói là ba con để tài sản lại chưa thấy đâu hết, còn cái đồng tiền mặt là mọi người cũng hay có rồi đó. Nên là đó là cái trách nhiệm, nếu thật sự con thương gia đình một lần thì đó là cái điều con sâu và để làm trong lúc này. Còn vấn đề quan trọng hơn nữa thì chị cũng dám xem thôi, vì đây là chuyện quan trọng chứ không phải là chuyện đơn giản. Thật sự nếu nói ra thì tâm nguyện của con là con cũng không bao giờ muốn học tính nếu ba hay muốn sinh ai mà bạn. Đúng tại rồi. Vì cơ bản cô Sáu thấy tài sản ba con này lại là mặc dù là nó không phải là hiện hữu là hiện kim hay là tiền bạc, nhưng mà rõ ràng đây là một cái có thể gọi là khối tài sản chứ không phải là. Nên khi làm cái gì mọi người phải cân nhắc kỹ lưỡng nào đó, cân nhắc kỹ lưỡng mọi thứ để quyết định cái gì cho nó chính chắn. Cho nên bây giờ nó lớn rồi, con cháu đầy đàn hết, cho con còn nhỏ nữa. Bây giờ nhìn đi, nếu không phải là một tên Vũ Linh, bây giờ đừng nói tên Vũ Linh, Tiểu Linh, Dồn hay Ngân Tuấn, có cái đám ma được giống như Vũ Linh không? Ai biết đến để mà ủng hộ, đúng không con? Tiền tiền đâu làm? Và cô Sáu chú Bảy nha, nên nghĩ đến một cái điều, mọi người nói trong gia đình và còn nghĩ tại sao ba con lại không ghi chi chút? Đó, đại đó, chú Bảy đang nghĩ vấn đề luôn. Khi ba con biết ba con bị ung thư rồi, ba con biết cái ngày ra đi ba con nó xa đâu đối với một người như vậy là sao ý con nói thì đó. Cho nên là cô chú phải ngồi nghĩ là mình xử lý như thế nào để cho nó có cái tình thương trong gia đình. Thì đúng rồi, thì cô Sáu cũng đang vậy. Tại vì nếu ba con muốn chia ra cho Sáu, cho Bảy, cho Loan, cho Phượng ba dễ lắm. Đúng rồi, trước đó con cũng đã có nói chứ không phải là con nói đâu.
Tại vì khi mà một người mà người ta biết người ta bị không phải là ai xa giờ con là chú Bảy, tài sản con cũng có bao nhiêu hết. Nhưng ngay bây giờ con cũng đã làm một cái gì cho Bella rồi đó, chứ phải là con làm. Tại con đâu biết con bất đắc thì tử. Cuộc sống bây giờ mà thì đó sáu với chú Bảy phải. Bởi vì vậy nên là cái tâm nguyện của ba con là phải muốn gia đình cùng chung với nhau. Đúng nhất là sáu sáu rồi. Đúng, cùng chung với nhau. Tại sao ba con để ba không làm? Là ý của ba con là muốn gia đình về là ở đây một cái ngôi nhà đẹp chị. Không gì chứ có nghĩa là ba con muốn là gia đình phải là đồng lòng chung một cái tổ ấm, chứ không chưa có chia mở tán mở đứng mở nơi. Đó là ý của ba con. Ba con muốn là không làm như vậy thì bụng tập về hương khói thờ phụng là được, là tổ tiên một gia đình. Và chú Bảy đang nghĩ cái chuyện này. Nếu mà ba con còn là chị Trúc, cái là chú kia là con Sáu bao nhiêu, Bảy bao nhiêu, Hồng Loan nhiêu, Phượng nhiêu, đi tắt hết, mọi người mọi nhà hết, thấy không? Thì ba con cái gì gia đình của chú Bảy người xưa không có cái vấn đề gì từ ông nội tới bà ngoại của không vậy. Có gì mà dân dân tài sản không có, không có vấn đề đó. Chứ bây giờ đi của ba con như vậy. Đây là chú Bảy nói về tâm nguyện của ba con. Chứ ba biết ba mất chứ, biết chứ. Trời ơi, không có gì mà người sáng suốt bằng cái người gần mất. Tại vì không ai hiểu mình, cái cơ thể của mình bằng mình nó chứ. Đó.